Vâng, xin chào thầy cô. Hôm nay khi kiểm tra lại cái clip của mình hướng dẫn tạo tài khoản gỡ bỏ 40 phút thì có một số cái thông tin mà thầy cô phản hồi lại cách đây 19 giờ và 8 giờ. Thế thì mình xin làm cái video clip này test lại xem là Zoom thực sự là đã hủy cái gỡ bỏ giới hạn 40 phút với cái những email mà có tài khoản zzggg.com ở trên mail 10 phút hay chưa. Đầu tiên chúng ta vào mail 10 phút này. Vào cái tài khoản mail 10 phút. Rồi, ok. Đấy, sau đó các thầy các cô sẽ lấy một cái địa chỉ mail khác. Vì cái mail trên màn hình chúng ta thấy là đây, đuôi này cũng không được hỗ trợ ạ. Ta sẽ lấy tiếp một địa chỉ mail khác. Vẫn chưa được ạ. Bây giờ ra cái đuôi. Đây. Đuôi này là đuôi chúng ta đang cần đấy ạ. Tôi chọn sao chép vào clipboard. Đã sao chép. Và chúng ta lại quay trở lại. Mở cái zoom lên ạ. Zoom.us sign up. Thế thì tôi vào phần chọn ngày tháng năm sinh của tài khoản Zoom. Tôi đăng ký. Cái này các thầy cô chọn ngẫu nhiên thôi. Đấy. Sẽ bắt điền cái địa chỉ email. Chúng ta sẽ paste cái địa chỉ lấy vào đây ạ. Rồi chọn sign up. Nó báo là đã được gửi đi. Chưa ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại trang email 10 phút để nhận cái thư đăng ký tài khoản. Đây, ở hòm thư đến ạ. Thư đến. Chưa thấy gì. Chúng ta sẽ làm mới cái trang này. Đang chờ đấy ạ. Vẫn không thấy. Làm mới tiếp ạ. Vẫn không thấy Zoom gửi thư đến ạ. Thế thì khi đó thì chúng ta cách khắc phục. Lần trước tôi đã chia sẻ trong clip nhưng một số thầy cô không để ý. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái trang Zoom.us này. Lúc nãy nó có cái thông báo đã gửi mail ấy. Chúng ta chọn là resend another mail. Tức là gửi một cái mail khác cho tôi. Thì chúng ta sẽ chọn. Nó hiện nay này xác nhận chúng ta không phải robot. Các thầy cô tích vào đây. Sau đó ấn resend. Và đã có thông báo là gửi đi. Lại quay trở lại mail 10 phút bằng zigzag ạ. Đôi khi đây, như vậy là đã xuất hiện ra rồi đấy. Đôi khi nếu làm tiếp như thế mà vẫn không được, ta lại resend lại thì nó bắt xác nhận nó phải phức tạp hơn. Nào là vạch qua đường, nào là ống cứu hỏa, vân vân, ô tô rồi rừng cây. Thì các thầy cô có thể chọn một địa chỉ mail khác sẽ nhanh nhẹn hơn rất nhiều ạ. Chúng ta vẫn đang trong quá trình test. Tôi mở cái mail F5 này ra. Đi xuống phía dưới. Đây, nó có cái thư mời của Zoom và F5 tài khoản. Ok. Nó bây giờ sẽ có điểm mới hơn so với cái video clip lần trước. Đấy là nó sẽ yêu cầu chúng ta là chọn cái sự đăng ký thuộc về một cái nhà trường nào đó không. Thì tôi chọn không. Đây, chọn Continue. Cái bảng này hiện ra, đây các thầy cô xem. Đây chính là cái phần mà chúng ta phải điền các cái thông tin. First name, last name, tôi điền. Test. Tên là lại. Không, password thì vẫn như cũ ạ. Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirm password, xác nhận password. Đây, thầy cô nhớ là phải gồm có 8 ký tự, trong đó có một chữ cái thường, một chữ sau đó chúng ta chọn continue. Đây,
đây là cái phần mà chúng ta sẽ mời những người khác tham gia. Chúng tôi không mời ai cả, chúng ta chọn skip this step. Đây, và ta đã tạo ra được một cái tài khoản. Đây chính là số ID của các thầy cô chú ý. Đây, chính nó đấy ạ. Nếu không thích thì khi ta tạo hộ đồng nghiệp thì đây là xong rồi. Chúng tôi vẫn muốn test cho thầy cô thì chúng ta sẽ chọn vào cái Go My Account. Mở ra cái trang của mình. Thế thì ở đây nó có một cái thông báo khác so với lại mọi khi. Mọi khi nó thông báo là giới hạn của bạn đã được gỡ bỏ. Thế chúng tôi đã dịch thử cái dòng này rồi. Thế chúng ta sẽ sang Google dịch là chuẩn nhất ạ. Dịch. Xem cái này là thông báo cái gì. Văn bản. Đây, văn bản là tiếng Anh. Đây. Đây là một cái thông báo mời chào mang tính chất là cập nhật lại tài khoản. Cập nhật lại cái phiên bản ạ. Xin lỗi, phiên bản trên các thiết bị của các thầy cô. Các tính năng mới bản phát hành mới nhất của chúng tôi đã ra mắt vào ngày 12 tháng 4, tức là cách đây là 4 ngày. Hôm nay là 16 tháng 4 ạ. Vui lòng đăng ký vào blog của chúng tôi và truy cập các ghi chú phát hành của chúng tôi để cập nhật tất cả các cải tiến mới nhất cho tài khoản của bạn. Để cập nhật lên phiên bản Zoom mới nhất, hãy truy cập trang tải xuống chúng tôi. Như vậy là có hai cái mà nó nhắn nhủ chúng ta. Một là đăng ký vào blog để chúng ta có thắc mắc gì hay có những phản hồi gì thì người ta sẽ hỗ trợ kịp thời về mặt tài khoản cho chúng ta. Thứ hai là cập nhật phiên bản mới nhất cho thiết bị của mình, ví dụ như điện thoại hay máy tính, thì truy cập trang tải xuống. Chúng ta quay trở lại cái thông báo ấy. Đây nó có hai cái mà dẫn đến đây là cái đường dẫn đến blog của họ đấy, còn đây là cái trang download. Ví dụ tôi chọn cái blog này, blog thì nó sẽ dẫn đây và chúng ta sẽ chọn đăng ký ở trong này, đăng ký để tham gia cái blog này. Thế còn nếu chúng ta quay trở lại cái chỗ này, chúng ta chọn download space thì nó sẽ dẫn ra cái trung tâm download của Zoom, chính là cái bước mà chúng ta cài phiên bản mới về máy đấy ạ. Đây, phiên bản mới nhất thời điểm hiện tại là phiên bản này. Như vậy thì chúng ta có một cái kết luận là test lại thì không thấy có thông tin gì về việc cái tài khoản này có được gỡ bỏ hay không, đúng không ạ? Ở trên dòng thông báo đầu tiên. Thế có chăng ở đây chúng ta thử. Đây. Và đây các thầy cô chú ý đây, cuối cùng chúng ta lại tìm được nó. Khi các thầy cô chọn vào cái U style phía dưới á, hỏi chấm bên cạnh nút basic ạ. Zoom have. Đấy, thông báo đấy. Đây chính là thông báo Zoom đã gỡ bỏ 40 phút giới hạn trên gói basic của bạn cho những trường bởi tác dụng bởi coronavirus. Như vậy có thể khẳng định rằng cái tài khoản mail với cái đăng ký bằng cái đuôi này zzggg.com là vẫn ok vào thời điểm này. Xin cảm ơn các thầy cô đã chú ý theo dõi. Và nếu các thầy cô mà thấy cái video này của tôi hữu ích thì mời các thầy cô chia sẻ để đông đảo các đồng nghiệp sẽ cùng làm theo và sẽ được bỏ giới hạn 40 phút trên Zoom. Đồng thời mời các thầy cô đăng ký kênh để ủng hộ tác giả.